ẩm là gì, những chất cấp ẩm là gì và những chất khóa ẩm là gì. Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ cho các bạn những cái chất cấp ẩm, những chất dưỡng ẩm mà các bạn thường sử dụng. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Có nhiều bạn ấy sử dụng kem dưỡng ẩm, tuy nhiên da vẫn khô, bong tróc, rồi có thể là đổ dầu và thậm chí còn nổi mụn nữa. Thì lúc đó các bạn hãy coi lại những cái công thức và những cái sản phẩm chăm sóc da của mình nhé. Tại vì những cái sản phẩm mà cấp ẩm hay là dưỡng ẩm nó cũng góp phần vào hiệu quả trong những cái việc chăm sóc da của chúng ta. Vậy thì cấp ẩm là gì, những chất cấp ẩm là gì và những chất khóa ẩm là gì? Thì hôm nay mình làm video này để chia sẻ cho các bạn những cái chất cấp ẩm, những chất dưỡng ẩm mà các bạn thường sử dụng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu là cấp ẩm là gì. Cấp ẩm là một quá trình cung cấp độ ẩm cho da để cho da được ẩm mượt hơn, mịn màng và đẹp hơn. Những cái chất cấp ẩm thì có khả năng hút nước từ ngoài không khí, từ ngoài môi trường vào để nuôi dưỡng da. Đồng thời nó còn hút nước từ dưới những cái lớp sâu của da để duy trì cái độ ẩm ở trên bề mặt. Dù nó có cái công dụng rất là tuyệt vời làm cho da dẻo dai này, mịn màng và ngậm nước, thì cái chất cấp ẩm nó cũng có những cái nhược điểm riêng. Đó là khi mà không khí hanh khô và độ ẩm của môi trường xuống thấp ấy, thì lúc đó chất cấp ẩm nó sẽ không hút được nước từ ở ngoài môi trường, từ ngoài không khí nữa. Lúc đó nó sẽ hút những cái nước ở dưới da, dưới những cái lớp sâu của da, và lúc đó nó sẽ làm cho da của chúng ta bị khô hơn. Một số các cái chất cấp ẩm chúng ta thường gặp đó chính là acid hyaluronic, mà chúng ta thường thấy người ta viết tắt đó là HA. Thứ hai là glycerin hoặc glycerol, hay là cái nhóm HA. Nhóm HA thì lần trước ở cái video trước mình cũng có nói, đó là những cái acid gốc tự nhiên là acid glycolic này, lactic acid này, hay là mandelic acid, urea này, sorbitol, sodium PCA, hay là một số các cái thành phần tự nhiên như là mật ong hay là nha đam, và một số thành phần chiết xuất từ nấm linh chi. Thì những cái thành phần đó nó thường xuất hiện trong những cái sản phẩm mà cấp ẩm cho da. Thì tuy nhiên khi mà sử dụng cấp ẩm ấy thì vì môi trường hanh khô nó rất là dễ bay hơi, cho nên chúng ta nên sử dụng thêm khóa ẩm. Vậy khóa ẩm là gì? Khóa ẩm về cơ bản đó là một cái quá trình bảo vệ da, giữ độ ẩm và nước ở trong da nhằm hạn chế cái sự tối đa, cái sự bốc hơi nước ở trong da đi ra ngoài môi trường. Khóa ẩm thì tạo nên một cái lớp bảo vệ trên bề mặt da và đồng thời chống lại những cái tác nhân gây hại từ bên ngoài. Ngoài ra về cái hiệu quả giảm kích ứng, bảo vệ da và phục hồi cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, thì làm cho cái tổng thể cái làn da của chúng ta sẽ được khỏe hơn khi sử dụng cái chất cấp các chất khóa ẩm. Tuy nhiên chất khóa ẩm thường là nặng, cho nên là trong một số trường hợp khi mà sử dụng chất khóa ẩm nó có thể gây bị tắc lỗ chân lông và gây mụn. Một số chất khóa ẩm mà các bạn thường gặp ở trong các cái sản phẩm mỹ phẩm ấy, thì đầu tiên là dầu khoáng mineral oil, thứ hai là silicone, thứ ba là lanolin, thứ tư là bơ hạt mỡ, và một số các cái thành phần tự nhiên mà chúng ta hay gặp đó chính là như là dầu dừa này, dầu ô liu này, thì đó là những cái sản phẩm khóa ẩm. Thì cái bộ ba thành phần nên có trong cái chất dưỡng ẩm đó là gì? Ngoài cái chất khóa ẩm này, chất cấp ẩm này, thì chúng ta nên tìm những cái sản phẩm chứa thêm một cái thành phần nữa, đó chính là cái thành phần làm mềm da. Thì ví dụ như là cetin alcohol, hay là squalene, hay là ceramide, để thuần hóa những cái vùng mà da khô ráp này, bong tróc này, làm cho da mềm mịn hơn, mềm mịn trở lại hơn. Tuy nhiên mỗi cái thành phần đó, mỗi cái thành phần cấp ẩm, khóa ẩm hay làm mềm thì nó có một cái công dụng riêng, cho nên nếu khi mà bạn hiểu những cái điều này, bạn sẽ lựa chọn những cái kem, những cái thành phần chứa những cái gì mà nó phù hợp với da của chúng ta để da của chúng ta có thể được đẹp hơn. Trên đây mình vừa chia sẻ cho các bạn các cái chất khóa ẩm, các cái chất cấp ẩm và các cái chất làm mềm. Thì các bạn có thể tìm những cái loại kem mà phù hợp với da của mình. Hy vọng cái video này sẽ cung cấp cho các bạn thêm cái kiến thức về những cái thành phần, những cái chất mà để chăm sóc da, để da các bạn được đẹp hơn. Chúc các bạn có một cái làn da đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào.